Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Âu Sinh, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á, mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào lãng mạn. Cái vụ này hay rồi nha. Mời em ngồi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Rồi, bây giờ mời hai bạn cùng giới thiệu về mình nha. Bạn gái giới thiệu trước đi. Em xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Chào toàn thể các bạn đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Bùi Thị Phương Anh. Năm nay em 34 tuổi. 34 dạ. tuổi. Hiện tại thì em sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang kinh doanh spa ở bên quận Tân Bình. Kinh doanh spa ha. Dạ vâng. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh, chào, chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Yeah. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Ngọc, năm nay em 35 tuổi ạ. Em quê ở Quảng Bình, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Long An. Em kinh doanh bất động sản. Ở Long An là ở đoạn nào? Em về thành phố Hồ Chí Minh mất bao lâu? Dạ, em đi lên đây thì hết khoảng 45 phút ạ. Em ở quyền nào, ở đâu? Em ở gần Hóc Môn đấy ạ. Em ở ngã ba Mỹ Hạnh. À, ở Đức Hòa, Đức Hòa đúng không? Vậy thì đi qua Tân Bình cũng gần. Dạ gần. Không có xa đâu. 45 phút đi ông Đa. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em. Em nghĩ điểm mạnh của em là cái gì em cũng dám làm, dám chơi và dám thử. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính nè. Rồi rất là kén ăn và mau quên nhiều thứ. Mau quên nữa. Dạ. Rồi, mời bạn trai điểm mạnh điểm yếu. Dạ, em ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Em biết làm việc nhà. Tính em thì yêu thương tất cả mọi người, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Còn nhược điểm của em thì hay ngủ nướng. Rồi em hơi kỹ tính. Ví dụ như tắm rửa thì em tắm hơi lâu. Em tắm khoảng 30 phút mới xong lận. Bận lắm hay sao mà tắm lâu vậy anh? Anh cũng biết nữa. Nhiều khi vô trong ngồi thư giãn luôn đó em. Mà tắm lần 30 phút mà bao lâu mới tắm lần? Ê, dạ ngày tắm 2 lần đó chị. Trời đó là ngày mất tiếng hồ tắm á hả? Dạ đúng rồi, mất hết 1 tiếng cho việc làm vệ sinh cá nhân nữa. Rồi tình trường hai bạn thì sao? Em thì trải qua 2 mối tình rồi. Mối tình đầu tiên là thời sinh viên. Mối tình thứ hai thì chia tay cách đây khoảng 5 rưỡi rồi anh. 5 rưỡi. Quen nhau được bao lâu mà chia tay? Dạ quen được 6 tháng chị. Trời sao quen ngắn vậy? Dạ nhiêu đó là em nghĩ là cũng đủ thời gian để tìm hiểu rồi. Để quyết định là mình nên tiếp tục hay nên dừng lại. Và em chọn phương pháp dừng lại. Vậy thì cũng chưa có sâu sắc gì lắm ha. Dạ. Rồi bạn nữ. Từ trước ra thì em chưa quả trải qua mối tình nào hết. Cái gì? 34 tuổi chưa có mối tình nào hết. Dạ vâng. Tại sao? Có thể là tính cách của em nó hơi khác thường một chút xíu. Ví dụ như trong công việc thì em lúc nào cũng nghiêm túc, giống như một bà cụ vậy đó. Khó ưa, khó tính, khó chiều, chỉ có dễ ghét thôi. Còn khi mà em đi ra đường, em đi chơi với bạn bè thì giống như là một đứa con nít vậy đó, rất là tăng động. Ví dụ như là leo, trèo hoặc là làm tất cả mọi thứ mà mình thích. Chào em gái. Chào. Anh muốn qua nhìn em liền bởi vì em rất là ấn tượng cá tính đối với anh. Nhưng mà bây giờ trong đầu em á, hình dung một cái nửa yêu thương của mình là một người như thế nào? Em chỉ cần một người là hiểu được em, hiểu cũng em. Dám chơi, dám làm, dám thử tất cả mọi thứ giống như em. Và một người đàn ông thì đương nhiên là em cần có một sự lãng mạn, ngọt ngào và cưng chiều phụ nữ một chút xíu. Hình dáng cao thấp? Hình dáng cao thấp thì đối với em không quan trọng lắm, bởi vì em có thể chỉnh sửa được những thứ đấy. Cao thấp sao mà chỉnh sửa được em? Mập ốm thì còn có thể chứ cao thấp là thua rồi, em đi kéo giò. Dạ đúng rồi, bây giờ thẩm mỹ. Ghê vậy hả? Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Thế nhưng mà so sánh với các ngôi sao showbiz bây giờ thì em thích ST. ST? Dạ. Có Betty anh, Betty. Mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người lý tưởng của em thì thứ nhất là hiền đó chị. Biết ứng nhân xử thế với lại biết lễ phép với người lớn đó chị. Có điều gì em không thích ở người bạn nữ? Em không thích anh mang lộm thổm á chị. Nói năng thì kiểu như là mất lịch sự. Rồi hay chửi thề, đặc biệt là chửi thề là em ghét lắm luôn. Có chửi thề không em? Dạ không. Tắm ngày 1 tiếng hả? Em, 2 lần tắm mới 1 tiếng á chị. Ra tóc tai quần áo mất bao lâu nữa? Dạ mỗi lần em ra đường là nói chung là em trau chuốt ngoại hình lắm. Tại với em ví dụ như mình có đẹp thì mình đang tôn trọng người nhìn mình, người đối diện người ta nhìn mình, nhìn vô người ta lịch sự á chị. Là nên mất mỗi bao lần lâu?
Em ra đường em trau chuốt đồ cũng phải mất tầm trên 20 phút đó. 20 phút. May mà chưa có tô son trét phấn đó. Nào muốn đám cưới? Em thì nếu cũng lớn tuổi chị nên tìm hiểu được thì tùy thuộc bạn gái ạ. Mình lấy thể, về lấy nhau về mình lập nghiệp mình sẽ ở đâu, vợ chồng sẽ ở đâu? Em có nhà riêng rồi chị. Có nhà riêng rồi. Dạ. Vậy là không có làm dâu hả? Dạ không. Ba không, mẹ không ở phải riêng. Làm dâu. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến người thân nha. Em đi với ai? Dạ em đi với chị bạn. Chị bạn rồi dạ. Cho chị gặp bạn của em ha. À, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Thùy Anh, hai chị em khá là thân thiết với nhau. Phương Anh thì có cá tính rất là mạnh mẽ, nhưng mà mạnh mẽ đây là do dòng đời xô đẩy thôi, ở trong cũng yếu đuối lắm. Chỉ có một cái là đúng là Phương Anh khó tính trong tình cảm. Hồi nãy ảnh có nói là tính ảnh rất là hiền. Thì em nghĩ một người phụ nữ mạnh mẽ, nếu như mà gặp được một người đàn ông hiền lành thì cũng là một cái điểm phù hợp. Em thấy ảnh dễ thương. Dễ thương mà. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với dì với lại hai em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Dạ em thấy cháu Ngọc này ở nhà thì cũng ngoan, cũng biết quan tâm mọi người xung quanh. Cháu gái bên này thì cũng thấy cũng có cá tính, cũng dễ thương. Rồi nói chung tại vì cháu Ngọc là nó không có mẹ, cho nên cháu gái bên này là biết nấu ăn, rồi nói chung là như vậy là em cảm thấy rất là thích rồi. Hy vọng là cháu về với nhà của cô. Dạ. Rồi. Được rồi ha, bây giờ hai bên ủng hộ hết rồi. Bây giờ để cho hai bạn trực tiếp nói chuyện với nhau, rồi mình sẽ quyết định nha. Dạ. Mở rào. Dạ. Anh con heo bông tặng em. Dạ em cảm ơn. Em biết vì sao anh tặng em con heo không? Chắc là anh biết em thích heo. Ủa em thích heo à? Dạ. Hên quá. Tại vì anh tuổi con heo. Nên anh tặng em con heo. Nhiều khi anh muốn không có anh ở bên cạnh thì nó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Nó có gắn điều khiển điện tử vào đây được không anh? Nó là người gắn cả trái tim của anh vô trong đó luôn á. Nếu mà mình hẹn hò thì buổi hẹn hò đầu tiên là em thích mình hẹn hò ở đâu? Em thích đi xem kịch. Đi xem kịch. Dạ em thích xem kịch và xem phim, hoặc là đi chơi những cái chỗ nào mà nó thoáng mát, hoặc có những cái trò chơi vận động gì đó. Em không thích đi uống cà phê nhiều. Mỗi lần em đi ra ngoài em có make up nhiều không? Tức dạ là không. Tại vì em biết sao không? Anh muốn một người vợ thế này này. Ví dụ như ở nhà thì giống Oisin, mà khi ra đường phải giống như một bà hoàng vậy á. Mà lúc mà lên giường thì phải ngọt ngào, lãng mạn. Nhìn về phía bên tay trái, nhìn phía bên trái. Cái vụ này hay rồi nha. Em muốn hỏi là tại vì tính của em nó hơi tăng động một chút xíu, nên là anh có thể cho em biết một vài những cái thói quen mà khác người hoặc là hơi biến thái của anh một chút xíu không? Thói quen khác người của anh hả? Dạ đúng rồi. Thì nhiều khi đang còn nói chuyện đồ chẳng hạn vậy, anh đùng cái anh hét toáng lên vậy á. Anh hát á. Mọi người đến em ca khúc là Nắm Lấy Tay Anh. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình để rồi. Mỗi sớm mai khi thức dậy anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu. Hứa với nhau một câu sẽ đi trọn đến cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi hai ta sẽ không xa rời. Dạ. Rồi bạn nghĩ hát anh lại luôn. Hơi rung chút xíu. Vậy thì em cũng sẽ hát tặng anh một đoạn ngắn nha, để cho anh bớt rung ha. Em thấy hơi rung chút xíu. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Phiêu lãng như áng mây trời, xanh ngắn như giấc mơ qua và đời vẫn thế. Vẫn mãi trôi, tháng năm dài, mình có đôi. Nắm tay em chặt hơn đi, để chẳng muốn mất nhau, dẫu mãi về đâu. Đệm sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay. Xít môi em chặt hơn đi. Hay lắm em. Hai đứa này vui rồi nha. Cái này chắc em nắm hoài luôn đấy. Nắm luôn đi, nắm luôn. Anh ơi phải thả ra, phải bấm chuông. Nắm luôn, hai đứa nói chuyện luôn, nắm luôn đi.
Nhưng ba vấn đề anh đưa ra em có thấy mình làm được tất cả mọi thứ không? Hả? Ý anh nói lên giường ngọt ngào và lãng mạn ở đây là ví dụ như là lúc mà hai đứa lên giường đúng không? Thì em kể cho. Đang lấy ví dụ thôi. Ví dụ cứ nói thẳng đi. Nói đi. Thì em kể cho anh nghe một câu chuyện chẳng hạn đúng không? Em kêu anh hôm nay em đi đường em thấy cụ ông 35 tuổi dắt cụ bà 34 tuổi vào quán ngồi ăn kem. Em còn thấy là cụ ông dùng răng bắt chí cho cụ bà nữa chẳng hạn đồ vậy đó. Còn sao? Kể gì mà rối quá không hiểu gì. Chưa cái rõ. Cái ngọt ngào đó hơi lạ. Rồi bây giờ hai bạn nè, giây phút này quan trọng. Dạ. Nói chứ nhiều khi người ta nói cười vậy mà chưa chắc người ta bấm nha em. Bây giờ mình phải nhìn thẳng vào mắt nhau. Mỗi người nói với nhau một câu thôi, ngắn gọn. Anh thì cũng thấy rung động. Này dạ. Anh muốn nắm tay em đi hết quãng đời này. Anh hy vọng em cũng vậy. Em về sự rung động thì vẫn chưa, nhưng mà em cảm nhận được là mình có thể tìm hiểu thêm. Đó là cái em thấy là nó quan trọng hơn. Đây là một cô rất là quyết đoán. Tại sao mà 34 tuổi đã chưa chọn ai? Không có vội vàng, đúng không em? Rồi. Từ từ, chậm mà hết chắc. Hết thời gian. Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nhớ ngọt ngào nha. Để tay nút bấm đi. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. 3 2 1 Hết thời gian. Em trai có bấm không? Dạ không. Không bấm. Sao vậy? Trời ơi. Nói chung em cũng có chút rung động, nhưng mà em nghĩ nó chưa đủ để em bấm. Đúng. Em có thể nói cụ thể luôn để... Với lại em thấy bạn gái nói là bạn gái cũng chưa có rung động. Thì có phút đầu mà chưa... Hoàn toàn sai lầm. Có thể là do câu đó. Nói tóm lại là đôi khi con người ta có một cảm xúc dạt dào nào đó, nhưng khi có một cái động thái nào đó làm ngắt ngang cái cảm xúc đó. Đúng không em trai? Bạn gái suy nghĩ như thế nào? Em thì ban đầu em cũng nghĩ là mình chỉ nên... chưa có sự rung động thật. Và khi em bấm nút thì em chỉ nghĩ là mình có thể tìm hiểu thêm về nhau thôi. Còn về cái rung động thì thật sự là chưa. Rồi. Cái quyền quyết định là do các do bạn. Hai bạn. Tôi tôn trọng các bạn. Và chúc các bạn sẽ sớm tìm được nửa yêu thương của mình. Rồi. Và bây giờ xin mời bạn nữ. Mời bạn nam. Chào em. Xin chào anh. Bây giờ hai người đã có mặt sân khấu rồi, mình giới thiệu về mình đi. Mời em trai. Xin chào hai MC. Và xin chào tất cả mọi người. Và xin chào bạn gái của mình trong tương lai. Tôi tên là Ide Kazuhiro. Đến từ Nhật Bản. Hai gọi Kazu nha. Bây giờ là 36 tuổi, sống ở thành phố Hồ Chí Minh khoảng 4 năm rồi, là công việc là nghệ sĩ hài. Dạ, em chào chị Nam Thư và anh Quyền Linh ạ. Em tên là Du Thị Thảo, hiện tại em đang làm chuyên viên sale bên bất động sản chị. Thảo năm nay em nhiêu tuổi? Năm nay em 24 tuổi. Anh Kazu bên kia là người Nhật. Thì em có ngại là mình sẽ hẹn hò với người nước ngoài không? Nếu như chúng ta hợp nhau, chúng ta bấm nút. Em không ngại, em chỉ cần lý do thôi chị. Kazu ơi. Dạ. Lý do tại sao Kazu lại muốn tham gia chương trình hẹn hò? Trước đây Kazu không nghĩ là không muốn kết hôn, nhưng mà bây giờ là 36 tuổi nên mỗi ngày rất buồn, sống một mình thôi nên một mình thôi. Bây giờ mình sẽ nghe Thảo nói tí xíu về điểm mạnh và điểm yếu của bản thân ha. Em rất là mạnh mẽ, em rất thích cái lối sống Tây, giống như là phụ nữ mình là phải đẹp, phải sexy. Đẹp là để cho mọi người chú ý, để nhìn, chứ không phải là lúc nào cũng phải kính đáo, kính cổng, cao tường thật sự. Chị cũng nghĩ như em. Dạ. Kazu có thích bạn gái sexy không? Chắc chắn nha. Dạ. Chắc chắn nha, hiểu chưa? Trời nôn quá, để qua coi mặt Kazu nè. Kazu nhìn rất là hot boy nha. Dạ, hi. Xin chào. Xin chào. Nam Thư. Kazu, điểm mạnh và điểm yếu của bản thân Kazu là gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Là biết tiếng Nhật.
Ủa, rõ ràng rồi, Kazu là người Nhật mà. Luôn nhiệt tiếng với mọi người là biết nấu món Nhật Bản. Yeah. Nhưng mà biết nấu món Việt Nam không? Kazu, qua Việt Nam thích ăn món gì ở Việt Nam? Gỏi cuốn và bánh xèo. Em hỏi bên kia biết làm gỏi cuốn bánh xèo không? Bao ngon chị. She nấu ăn rất là ngon. Yeah. Yeah. Đó là điểm mạnh. Còn yeah, điểm yếu của Kazu? Điểm yếu là chưa giỏi tiếng Việt. Nói vậy là giỏi rồi đó. Rất giỏi rồi. Và tôi không thể nhỏ ngàn chiến nha. À, không phải ga lăng. Tức là Kazu không phải tuyếp người ga lăng. Ừ. Không nhớ được sinh nhật, không nhớ được những cái ngày quan trọng. Ừ. Không nhớ ngày kỷ niệm. Ừ, tại vì là tôi nghĩ là mỗi ngày là ngày kỷ niệm. Hay. Có tật xấu nào không? Tật xấu? Thích uống bia. Chú thích uống bia. Thích đi nhậu. Nhậu nhiều không? 4, 5, 6 lon bia. Ngày uống 6 lon. Và sau đó là uống soju. Em gái, dạ. Em biết nhậu không? Tầm khoảng 6 chai. Siêu uống được 6 chai nha. Hợp nhau nè. Hợp nhau. Kazu thích con gái như thế nào? Chắc chắn hiền, đẹp, nấu ăn tốt, mỗi ngày rong rệt. Gì nữa? Có thể suy nghĩ yeah, về cho người khác. Kazu có thích con gái giỏi kiếm tiền không? Dạ. Thích không? Ít. Thích à? Nếu mà đi ra ngoài kiếm tiền thì sẽ không giỏi dọn dẹp thì sao? Ừ. Là không sao nha. Ok đúng không? Ok. Đó, dạ, em chào Quyền Linh. Trời ơi, đẹp quá. Xinh xắn không? Rất xinh đẹp, chào đàn gái. Dạ, trời dạ. Ơi. Anh Linh ơi, em thắc mắc quá. Bên kia là trai tài, bên này gái sắc, mà tại sao lại ế nhỉ? Đúng rồi. Tại vì công việc của em là từ 8 giờ sáng em làm tới 5 giờ chiều, và buổi tối em từ 6 giờ đến 11 giờ em phải đi làm thêm. Buổi tối em đi làm thêm về cái gì nữa? Em làm PT sale tự do. Tức là em là PT luôn hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà gặp người đàn ông ở Nhật, anh ấy muốn em về Nhật ở thì được không? Thường thường người ta nói thì có chồng phải về nhà chồng thôi anh. Về nhà chồng thôi không sao đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà đối với công việc thì em thích đi làm để kiếm tiền hơn so với là ở nhà để xài tiền của người khác. Giống như là cái kiểu như em thích tự do rồi, em không thích ràng buộc này, không thích gia trưởng này, đặc biệt là vũ phu. Em không muốn cãi nhau. Không muốn cãi nhau luôn. Vậy là được rồi đó. Dạ, nói chung là khi có xích mích gì đó thì mỗi người nhường hoặc nhịn nhau một tiếng là được. Anh là diễn viên hài mà lúc nào cũng cười luôn. Kazu đi với ai? Là vợ em bản thân, nhóm Double Beach. Em cũng là người Nhật luôn. Người Nhật. Tôi tên là Shinsuke. Em thấy cô gái đó được không? Đẹp. Đẹp và dễ thương. Đẹp và dễ thương. Shinsuke thấy phù hợp với Kazu. Hãy bấm nút đồng ý để Kazu có cơ hội hết ế. Ế. Và có thể lấy được vợ có gia đình hạnh phúc như Shinsuke. Shinsuke kết hôn rồi. Yes. Xin lỗi. Cảm ơn Shinsuke. Cảm ơn. Rất là dễ thương, có duyên lắm. Mở rào. Xin chào. Em chào anh. Em nhờ. Em là một người thích hoa nên mình tặng trước. Thôi mình trao đổi cho thôi. Cảm ơn. Chào em nha. Dạ, em cảm ơn nhiều nha. Thật ra là Kazu lần đầu tiên và tặng hoa cho người khác nha. Lần đầu tiên sẽ có nhiều lần nữa đó anh. Em thấy Kazu như thế nào? Vui vẻ, lịch sự và với cái phong cách nó có nét như là vừa văn phòng và vừa năng động á. Nói chung là nó cũng giống như em. Là đi Nhật Bản chưa? Em đã có đi một lần rồi. Cảm giác lần đầu tiên gặp cô gái thì mình thấy trong người thế nào? Nói đi. Rất đẹp. Kazu, anh không bao giờ, chưa bao giờ gặp xinh, giống như xinh cô gái. Chưa bao giờ gặp ai xinh như cô này. Dạ, yeah, em cảm ơn anh nha. Hôm nay là lần đầu tiên xinh đẹp. Em thích món gì? Đối với em món gì cũng như món, không có cái sở thích. Có thể ăn món Nhật Bản hả? Dạ được anh. Đi nhậu. Em có thể đi nhậu với anh được không ạ? Dạ được, bình thường mà anh. Em thích du lịch không?
Cũng thích anh nhưng mà chỉ là một giới hạn nào đó thôi. Nếu rảnh thì đi du lịch nha. Dạ, nếu em rảnh. Lúc trước anh quen anh có hay cãi nhau với người yêu cũ hay không? Không. Mà nếu ví dụ như có thì anh sẽ làm như thế nào? Nói chuyện để giải quyết. Tại vì là anh là người nước ngoài. Dạ. Anh không thể nói như bằng tiếng Việt. Dạ. Nên chắc chắn thua. Chắc chắn thua. Thua chắc chắn là không đi nói tiếng Việt nên cãi lộn sẽ thua. Nên nói chung là nếu cãi lộn thì em cứ nói cãi tiếng Việt, ảnh cứ cãi tiếng Nhật, không ai hiểu hết nhau. Để cho nó khỏi còn mâu thuẫn luôn. Đơn giản vậy. Bây giờ anh có muốn khoảng bao lâu thì hai người đăng ký kết hôn với nhau? Khi nào cũng được, nhưng mà phải tìm hiểu nhiều. À đúng rồi. Thật sự khi mà quen á là em sẽ quyết định quen lâu dài, không phải là quen một ngày một bữa. Khi mà lấy nhau rồi, anh thích sinh con trai hay con gái? Cả hai. Thích cả hai. Cả hai. Sinh con gái, con trai, cả hai thích. Bây giờ thế nào? Mọi người có thể hát tặng bạn gái một bài nào đó. Một nhóm Double Wish là có vài bài hát. Dạ. Viết bài hát. Và khi nói chuyện với người Việt Nam nói không hiểu. Tại vì là đối với người Nhật phát âm tiếng Việt là rất khó. Dạ. Khi nói là em câu này là hiểu không? Am mondi hu kokku. Hiểu không? Dạ em không hiểu. Không hiểu hả? Đương nhiên là em không hiểu rồi. Hầu như người Việt Nam nói như vậy. Nên chúng tôi viết bài hát. Một bài hát tên là Không Hiểu. Không hiểu. Không hiểu. Là em hiểu, có thể hiểu. Namuki koigia. Tại vì em không biết tiếng Nhật. Ừ. Dạ. Khi đổ là không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, phát tâm người Nhật. Không hiểu, không hiểu, không hiểu nha. Yeah. Hiểu không? Là cái bài không hiểu đó anh. Em chỉ biết là cái bài đó là không hiểu thôi. Dễ thương mà. Rồi em hát tặng anh bài Việt Nam đi. Em là người miền Tây thì em sẽ hát về một đoạn của người miền Tây. Tuy nó không hay nhưng mà mọi người gắng cố gắng lắng nghe em hát nha. Miền Tây quê tôi, ai về ai nhớ ai thương. Vượt qua Long An chờ đào hương lúa còn dương. Tiền Giang Mỹ Tho Cái Bè Gò Công Tân Phước. Gạch miếu xây cầu đường về Bến Tre gần hơn. Đường đi Vĩnh Long không còn những chiến phà xưa. Xe ta bon bon trên cầu Mỹ Thuận gió đưa. Trà Vinh trà cũ đón chào mời nhau bánh tét. Xa đến gần người yêu dấu thác mười tràm chiêm. Hay quá. Cái bài hát đó là rất là nhiều cái vùng miền ở miền Tây, Nam Bộ. Sau này nếu mà quen nhau, cô ấy sẽ đưa bạn đi tham quan rất nhiều những cảnh đẹp của miền quê Việt Nam. Nhưng mà tiếng Việt của mình là không tốt nên càng học chăm chỉ. Anh là một người vui tính thì nếu như anh không biết tiếng Việt nhiều quá thì em có sẽ dạy kèm thêm cho anh để biết tiếng Việt chuẩn hơn nữa so với cái điều mà anh tồi tệ để anh nghĩ. Thay vì anh nghĩ nó là điều tồi tệ anh không học được thì em có thể giúp anh để nó phát triển hơn. Cảm ơn nha. Rồi bây giờ mình tiến hành bấm nút hay không bấm nút là quyền của hai người nha. Và bây giờ nhắm mắt lại nha. 3 2 1. Hết thời gian. Nắm tay nhau. Đó. Họ đồng ý hẹn hò với nhau. Gazu. Yeah, từ nay Gazu hết ế rồi. Yeah. Cảm giác thế nào? Yeah, rất rất vui. Nàng không thể nói gì hết. Không thể nói gì hết. Rất là dễ thương. À, con nhớ rồi. Con làm việc gì? Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Yeah. Chị nghe chị cũng hết hồn. Có người yêu chưa? Dạ.
Còn chưa có mối tình nào chút. Hai bàn tay trắng cũng được, nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được. Và bây giờ xin mời bạn nữ bước ra sân khấu. Hello cưng, ngồi đi em. Mời đàn trai. Rồi, ngồi đi em trai. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Con chào chú Quyền Linh, em chào chị Nam Thân. Chào con. Và chào bạn nam kế bên. Em tên là Võ Thị Được ạ, năm nay em 22 tuổi. Quê em ở Sóc Trăng. Hiện tại chào. Thì em đang làm giáo viên mầm non tại huyện Hóc Môn. Con chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào chị Nam Thư, chào tất cả mọi người trong trường quay. Chào bạn gái bên kia nữa. Chị gì nhỏ chú? Con nhớ rồi. Con làm việc gì? Con tên là Lê Đức Mai Lâm, sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Con là làm nhân viên văn phòng ạ. Chú hỏi nhà con đi. Dạ. Nhà con đâu? Dạ, nhà con ở Kon Tum ạ. Con hỏi gì nữa không? Hỏi quê quán ba mẹ con. Quê con ở đâu? Dạ, thưa chú Hoàng Linh, chị Nam Thư. Ơi. Quê quán của em là ở Quảng Trị. Yếu điều của em là em vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình, biết lắng nghe con gái nói chuyện mà không bao giờ thấu hiểu được hết á. Còn không có lắng nghe con trai hả? Dạ, con trai đâu nói chuyện con đâu mà lắng nghe chú. Ủa vậy chứ đó giờ không ai con trai nói chuyện với con hết trơn hả? Toàn 3D không hả chú à? Vậy con mới ngồi đây. Với lại khuyết điểm của con là hơi ở dơ. Với lại quen trước quen sau, để một cái gì ở đó là mình tìm cái đó, nhưng mà không biết cái đó ở đâu. Mà mình tìm cái đâu thì không biết cái đó là cái gì. Chú hiểu không? Hài não quá. Con cũng không hiểu. Bây giờ mời được em nói về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình. Dạ, em sống tình cảm và rất là chân thành ạ. Ừ. Còn khuyết điểm của em thì hơi con nít một xíu, với lại mít ướt. Thỉnh thoảng thì cũng có giận cá chém thớt. Em đã trải qua mấy mối tình rồi hả được? Dạ, em chưa có một mối tình chính thức nào hết. Con học đại học xong con ra trường là con đi dạy luôn đúng không con? Dạ đúng rồi ạ. Coi như còn trong veo gì đó. Rồi còn Lâm. Dạ. Có người yêu chưa? Dạ. Còn chưa có mối tình nào chút. Thôi quá hỏi có người yêu chưa? Dạ có rồi. Ngồi tính bên đây dữ lắm luôn á. Nó tính có cô nào lúc nào gặp, sau đó nó không có mối tình nào. Mình cũng có yêu đơn phương, yêu thầm thôi. Mình thích nhưng mà thời gian của con làm việc là con cứ làm, thích cái này làm cái kia, cuối cùng dành thời gian cho công việc nhiều quá. Nên là mình chưa có khả năng mình tìm được người bạn trai hợp lý. Hả? Người bạn trai hợp lý. Chưa có khả năng để tìm ra một người bạn gái hợp lý. Nên là bây giờ con có cơ hội đó chút. Trời đất ơi, hết hồn à. Em hoang mang. Em hoang mang đúng không? Dạ. Chị nghe chị cũng hết hồn. Đàn trai nghiêm túc nha. Bây đi giờ tới đây là kiếm người yêu không, nha. Bây giờ Lâm gọi là nói hài hước cho vui thôi. Tôi biết cậu này không có gì đâu. Bây giờ chị hỏi nè, một người con gái mà em mong muốn một yêu lý tưởng của em là em mong muốn như thế nào? Dạ, cũng sao cũng được, miệng là dễ thương là được chị. Mới yêu cái gì cũng dễ thương hết. Yêu một năm nó khác, yêu hai năm nó khác, cứ về rồi nó khác. Dạ, chị cho em nói một câu này. Thực ra đôi khi cái ngoại hình nó đâu quan trọng đâu. Bây giờ cũng đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi cũng đẹp lên là cũng bình thường đó. Em nghĩ là nếu mà có tình cảm yêu nhau thiệt thì bất kể cái ngoại hình như thế nào thì cũng người ta cũng thật lòng người ta yêu thương mình. Em thì em đang cũng có ít vốn dành dùm, với là tiền đi làm với tiền này kia em cũng ăn uống tiết kiệm, với là mình cũng cố gắng để mình ước mơ để chăm lo được cái cuộc sống sau này. Bên kia cho mình cơ hội, mình quen biết nhau, mình cố gắng dành dùm 2-3 năm nữa mình kinh doanh này kia, mình kiếm thật là nhiều tiền, mình xây nhà, mình có một cái gia đình riêng. Rồi bây giờ là qua xem là gái, trời ơi gái 22 tuổi chút xíu luôn, cô giáo dễ mầm non thương hả? Bây giờ vấn đề là có ngày yêu xa không? Có thời gian dành cho nhau thì cũng được ạ. Quan trọng nếu mà tình yêu đủ thăng hoa thì đàn ông họ sẽ gọi là sắp xếp rất là gọn gàng, không sao cả. Nói chung là hai đứa đều trong giai đoạn gọi là hình thành và phát triển tương lai. Nên nếu có kế hoạch rõ ràng, ta có mục đích, ta sẽ đúng tiến tới rồi. Được ha. Dạ. Ở trên đây có một mình hả? Ở trên đây với chị con. Rồi, ta gặp chị ruột của Được chút xíu đi. Em chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư. Em là chị của bé Được. Dạ, Được nó còn nhỏ lắm. Còn nhỏ, còn hiền nữa. Thành ra là cũng lo phải kiếm người đàn ông che chở cho được ha. Dạ không, hai bàn tay trắng cũng được, nhưng mà mình có ý chí mình vươn lên là được, chứ không cần là phải giàu sang hoặc là như thế nào, là không có cái nhu cầu đó. Rồi giờ thấy bên đây có được không? Chào chị. Chào em. Thấy bé đó nó vui vẻ mà hay hài,
Thấy cũng được, với Út được. Nhưng mà được hay không là để cho Út được nó... Thấy thì được, nhưng mà được hay được không thì do được. Được không, để được. Cảm ơn em. Chị Hai ơi, ở nhà mình á là tên có ai tên giống được nữa không? Tại vì ở nhà em á là anh Hai là anh trai, còn bốn chị em gái rồi. Ừ. Cái là sanh bé được ra là cha nghĩ là con trai thì cũng được, rồi con gái cũng được, có nghĩa là năm đứa con gái cũng được, mà một thằng con trai nữa thì cũng được. Cho nên là tất cả đều được, là đặt nó tên được. Nó lớn lên thì nó đi học, ai hỏi tại sao mà tên được, cái nó cũng nói là em tên được thì cũng được. Cái gì cũng được thì thấy dễ thương mà. Nói chung là mọi người thấy cũng được. Được, em đừng bao giờ tự ti về cái tên của mình hết. Dạ, hiểu không? Trước đây thì có, nhưng mà bây giờ em thấy nó cũng bình thường thôi. Nó không có ảnh hưởng gì nhiều tới em á. Tên được cũng được, quá đi chứ, quá được. Thôi bây giờ mình hỏi ý kiến thằng trai đi. Dạ, con đến đây với là người em song sinh của con. Vậy là một người bạn thân, chỉ có con từ nhỏ giờ ạ. Song sinh đó hả? Dạ. Ủa sao khác vậy? Thì khác chứng đó chứ. Dạ, con chào chú Trường Linh và chị Nam Thư ạ. Em chào chị. Hai đứa song sinh thiệt hả? Dạ, song sinh mà khác song sinh. Dạ, hai anh em nhìn khác nhau nhưng mà cái suy nghĩ nó có cái gì đó giống nhau, thần giao cách cảm kìa. Thấy được, có được không? Dạ, cũng thấy được, rất là được luôn. Dễ thương. Dễ thương với kiểu như là rất là được. Nếu mà Lâm nó bấm thì con đi, con bấm cho. Em có người yêu chưa? Dạ, em chưa có người yêu chị. Hay quá. Chú Quyền Linh với là chị Nam Thư cho con nói về lời. Con nói với anh Lộc á là... nhân mic cho bạn mình đi. Trời ơi, tưởng đâu... Em xin chào anh Quyền Linh và chị Nam Thư và các khán giả. Em là bạn của em Cường, em là bạn của Bần Lâm. Bần Lâm thì em thấy tính bạn từ hồi xưa chơi với em thì rất là vui. Có tính hài hước thì đâm ra khi nói chuyện trên sân khấu thì nhưng khi bạn nói rất là vui thì mọi người hiểu nhầm. Với bạn nữ thì em thấy ngoại hình rất là dễ thương và nói chuyện rất là nhỏ nhẹ và thấy... rất hợp với Bần Lâm thì đôi ra khi mà về chung với nhau á, nó tạo cho cái không khí rất là vui với nhà hơn. Mình nên tiến tới hơn ạ. Rồi, cảm ơn hai bên. Thôi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Được với Lâm. Mở rào. Bắt đầu đi Lâm. Dạ. Anh có bó hoa này tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Với lại cái này là cây sen đá. Rồi. Em cũng có món quà tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Cái món quà này là hồi lúc học cấp 3 em rất là thích ạ. Em rất là mong được tặng nhưng mà chưa có cơ hội được tặng. Mong anh thích. Anh thích chứ, anh cũng mong được nhận lắm em. Dạ. Rồi, cảm ơn em nha. Đây là sen đá. Nó là sống cho cái mùa khô hạn. Nó không thể sống thiếu nắng được, cũng giống như anh. Cũng không thể sống thiếu em. Anh cũng xin tặng cho em một bài hát. Trước khi hát thì cho anh đặt cái hộp quà này xuống á. Một ca khúc rất hay, một ca khúc rất là đặc biệt, ca khúc của những thập niên về trước, ca khúc có tựa đề là Sóng Gió Gò Dấp. Sóng Gió Gò Dấp. Gò Dấp. Sóng Gió. Sóng Gió Gò Dấp. Sóng. Sóng Gió của ca sĩ Dấp. Dạ. Sóng Gió của Jack. Jack. Dạ, dạ. Sóng Gió, tôi nghe tưởng là Sóng Gió Gò Dấp. Ủa, cái bài nào mới dữ vậy trời. Rồi, vô, vài dòng thư tay nè. Đâu phải vài dòng thư tay đâu chị. À, bài đó là Hồng Nhan hả? Bài đó bài Bạc Phận. À, chị lộn, chị lộn. Hồng trần trên đôi cánh tay, hạ đời em trong phút giây. Từng ngày thơ, ít còn ngủ mơ đến khi em thờ ơ. Rồi người ai đâu có hay, một ngày khi vô cánh bay. Từ người yêu hóa thành người dưng đến khi em tự xưng. À, thương em bờ vai nhỏ nhòi, đôi mắt hóa mây đen. Thương em mùi dạ lý hương vương vẫn mãi bên thềm. Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng, dẫu trời mênh mông anh nhớ em. Tăng 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 chim kia về vẫn có đôi sao trăng số phù thề. Em ơi đừng xa cách tôi, chẳng có níu em về. Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng, anh còn bên em có phải không? Tăng 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 tăng. Yo. Tăng 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 trời mang ánh sáng năm tháng tư bề, dẫn anh về chung lối. Trời mang tia nắng nhưng cớ sao còn tận tôi. Một mai anh lỡ vấp ngã trên đời thay đổi. Tìm về em, người chàng khiến em lẻ loi. Rap luôn. A B C D. Em nhớ rap.
xin lỗi mọi người, em không nhớ đó. Rồi. Được, rất là được. Dễ thương. Sẵn được hát luôn, tặng bạn trai luôn. Em cũng có một bài hát tặng anh. Hai đứa này nó hợp ghê á. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng em một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên em lắng nghe những tâm tư này. Dễ thương. Cái nào cũng dễ thương hết. À, quay mặt qua kia kìa được. Đó. Ủa gì sao vậy được? Được, Lâm nó quay qua em, quay qua đây được. Hai đứa phải quay qua nói chuyện với nhau chứ được. Ủa? Cái ông nội đó nha, ông lùm lum trò nha, ông lắm trò lắm nha ông nha. Anh là con trai nên nhường em nói trước, em nói trước đi. Anh nói trước đi. Em nói trước đi. Anh nói 3 trước phút đi. Mấy đứa. Chú nói trước, à không, để con nói trước, để anh nói trước cho. Thì điều đầu tiên em thấy, cảm nhận anh là người như thế nào? Em thấy anh cũng dễ thương. Cảm ơn. Vui tính nhưng mà... Nhưng mà sao? Hơi tăng động xíu. Tăng động. Kìm kìm lại được không? Ok, kìm được. Anh sẽ lắng nghe, sẽ kìm lại. Do mình lên chương trình mình phải thể hiện hết mình. Cho về nhà anh im ra, anh đâu nói gì đâu. Anh thấy em sao? Nhìn đầu tiên á, thì thấy một cô giáo mầm non với cái thân hình với là cái gương mặt nhìn rất là con nít, rất là thích. Anh còn thích đây vẫn chỉ là con nít. Nói xạo đó. Xong mi đâu mới sẹt đó. Thực ra thì giờ anh nghiêm túc này. Em muốn người đàn ông như thế nào? Trời ơi. Em cần gì những người gì từ một người bạn trai? Điều quan trọng nhất là chân thành và tử tế là được. Em hỏi anh đi. Anh muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Điều quan trọng là chân thành và tử tế là được. Trời ơi, chắc mình bông bên này nó bay qua bên kia quá ta. Anh trả lời khác đi. Tử tế và chân thành cũng được. Ok. Anh cần một người phụ nữ là vui vẻ, hòa đồng. Cô giáo mầm non thì chắc chắn là vui tươi, trẻ con nó mới thích. Mặt phải hiền hậu. Chứ mặt giống như mặt ba chăng, mặt giống gì Nam Thư trẻ con nít nào mà tới gần được. Em xin lỗi chị. Không, đó là anh nội vì dù vậy thôi. Con là thiệt, chị Nam Thư thiệt. Dự thì dự thiệt. Hết 3 phút cho ta. Bây giờ nói chuyện hẹn hò nè. Ở Bình Phước rồi. Với lại Hóc Môn mình hẹn hò sao? Ví dụ mà mình thích nhau thì mình có thể từ Bình Phước mình sẽ dọn lên được trên Hóc Môn để gần em hơn. Giống như là em bị bệnh đúng không? Anh không bị bệnh thì anh sẽ mua cháo tới cho em. Còn ngược lại, anh bị bệnh đúng không? Em không bị bệnh, không biết em có thể mua cháo tới cho anh không ta? Em không gần đường lắm. Em sẽ gọi ship cho anh được không? Vừa em lắm. Không sao, nếu mà bé bệnh em cứ mua cháo xuống cho bé. Còn em bệnh chị mua cháo lên tới nơi cho em. Chị đi làm đi. Anh sẽ trả hết tiền ship. Chị giao cháo lên, chị không tính ship luôn. Đích thân chị giao. Chị đi sang đi. Ok. Bây giờ hỏi nè, Lâm có ghen không? Ghen chứ chị, đàn ông ai giờ ghen chị. Bé được, em có ghen không được? Dạ, cũng tùy thôi chị. Vậy thì bây giờ em... nếu mà yêu xa em sẽ im chứ em không có nói đâu vậy. Đó. Em sợ im làm chị ơi. Con gái á, khi đã không thích mình ở điểm gì thì phải nói ra thẳng. Ừ, anh như thế này thế kia chứ đừng có im lặng. Anh nói em là con gái nói nhiều quá, anh nghe mà anh không hiểu. Không, anh nghe thì chắc chắn anh hiểu rồi. Nhưng mà em sẽ không nói luôn, anh tự hiểu. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Rất vui khi mà gặp anh ở đây. Và thật là cảm ơn chương trình khi mà trả cho cơ hội để mà chúng ta được tìm thấy nhau. Cảm xúc của em bây giờ nó... Cứ nói thật ra cảm xúc của mình. Nó có gì đó nó không chắc chắn lắm. Nhưng mà vẫn mong là chúng ta sẽ cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Đó. Chú hỏi thật con nhé. Dạ. Con có thích người đối diện con không? Dạ, rất là thích là chú. Con có cảm giác rung động gì nãy giờ chưa? Dạ có. Đấy, có những phút mình phải sống thật với mình như thế. Hài hước thì hài hước nhưng mà phải những lúc. Lúc nào đó hãy lặng, có dấu lặng ở chỗ đó là tốt hơn nha con nha.
Chú tin điều này là thật đấy. Rồi, chứ nội nè. Dạ. Ảnh mắt của em rất là chân thành. Mày bị một cái bình là ba lớn. Bợt ba lớn lại nha. Giỡn nó quen rồi. Đúng rồi. Đôi khi em cũng muốn tạo những cái vui, hài hước. Con ta mới lớn, ông đi ba lớn. Ba lớn với tôi nè. Dám không? Rồi. Lâm thì hài hước thôi, cũng có gì đâu. Trong ánh mắt của cô ấy không có gì gọi là gian dối đâu. Ừ. Anh tin điều đó nha. Rồi. Rồi, bây giờ mình tiến hành bấm nút nha. Nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim một lần nữa. Thích thì bấm, không thích thì không cần bấm. Nhắm mắt lại nào. 3, 2, 1. Hết thời gian. Bước ra đi, nghe chưa, nghe chưa, không có lơ nữa, nghe chưa, nghe chưa. Ra đây bé. Không có gì đâu, Lâm dễ thương lắm á. Dễ thương. Về nhà ấy, chàng trai này em sẽ cười cả ngày. Ừ. À, nắm tay, nắm tay. Rồi. Chào chị. Em thì tính em thì hài hước vậy thôi, nhưng mà khi mà em đã nghiêm túc rồi em rất là nghiêm túc. Mình là một người đàn ông trưởng thành, em sẽ cố gắng để với bé cùng đi trên một con đường. Cho dù con đường nó còn sỏi đá trong gai, con bé té thì em kéo lên. Dạ. Còn em hên quá, em sợ muốn họ chết giọng luôn, sợ con bé té em té theo. Giống như là em sẽ lắng nghe nhưng mà không hiểu đó nha, cái đó là vui thôi. Rồi, được rồi đó. Nào, đặt nụ hôn đầu tiên, người ta chưa hôn lần nào đấy. Bắt đầu đi, đừng chọc nó nữa. Xin phép chị gia đình, xin phép hai bạn. Xin phép tôi nữa nè. Tôi là đại diện đàn gái, xin phép tôi nữa nè. Xin phép chị. Giờ em dám nói tôi tránh ra nữa không? Xin phép chú. Làm thủ tục đi con. Chú cầm như con. Trời ơi. Chị cầm. Cái thằng dễ thương. Em biết đúng không? Em cơ hội đúng không? Bởi vì chắc chắn một điểm mà hôn trên trán là anh Quyền Linh sẽ bắt không lại. Em cơ hội đúng không? Hôn trên má đó con. Theo luật nó vậy đó con, hôn đi con. Đừng á, hôn nhanh ta về kìa, ta còn lo đón bạn gái rồi vợ chồng ta đó kìa. Lúc nào nó cũng tìm cái tình tiết để nó gây hại chứ không gì chứ. Nè, mình cầm lấy đi. Em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Ê, cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Anh có hàng đều răng khểnh hết được. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hà Mai. Mời bạn nam. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời em ngồi. Em giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và các bạn. Ủa các quý vị khán giả luôn đừng quay à. Gì mà rung em dữ vậy? Em tên Hoàng Minh. Tên gì? Danh Hoàng Minh. Danh Hoàng Minh. Dạ, 27 tuổi. Em làm điêu khắc tượng Phật. Quê quán ở Bến Tre, hiện đang công tác làm việc tại Long Thành, Đồng Nai ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thảo. Năm nay em 24 tuổi, quê em ở Đồng Tháp. Hiện tại em sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Mình làm công việc gì? Dạ, hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành luật. Chưa ra trường hả em? Dạ, em học hệ giờ học giờ làm á. Nên em có đi làm rồi chị. Em đang làm công việc gì? Dạ, em làm PC. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em sống tự lập nên em biết nấu ăn. Nhưng mà có cái là nấu ăn không có được ngon cho lắm thôi. Cái điểm yếu của em thì em là người có tính hơi gia trưởng tí xíu. Rồi coi. Nè, cô gái dân bên miền Tây, Đồng Tháp mà nhỏ xíu tuổi mà tính hơi gia trưởng. Em gia trưởng là sao em? Em biết ngay sao nhưng mà em thấy là mình suy nghĩ gì thì mình muốn mọi người đều làm theo ý kiến của mình. Rồi. Mọi người trái lại. Cô chắc cô suy nghĩ đúng không mà cô không cho người ta làm không có được trái lại. Có thể là lúc đó em suy nghĩ nó không được đúng nhưng mà tiếp xúc em thì phải theo ý kiến em tí xíu. Có gì thì trao đổi ý kiến em sau, nhưng mà lúc mà có những đông người thì nên nhường em tí xíu. Nhường mà nhiều khi ý kiến em trật quốc rồi tầm bậy tầm bạ mà nhường cái gì? Em thấy mình suy nghĩ lúc nào cũng đúng hết. Trời. Ủa mới nhiêu tuổi à? Cô phán câu thấy ghê không? Em suy nghĩ lúc nào cũng đúng. Trời, tôi 40 tuổi mà tôi phán 10 câu trật cái chín rồi đó cô. Em mình nghe bên kia gia trưởng chút xíu em thấy lo không? Dạ không, cũng không lo mấy nghe anh, thì em cũng người miền Tây mà đến gia trưởng cũng nằm trong máu rồi đâu có gì đâu. Gì miền Tây gia trưởng nằm trong máu?
Rồi có ngược không? Miền Tây làm gì có gia trưởng? Miền Tây có gia trưởng mà anh. Đâu có. Đâu có. Thì trong gia đình em gia trưởng nhiều. Gia đình em gia trưởng, em có gia trưởng không? Em cũng ít rồi anh, không có gia trưởng nhiều rồi em. Bây giờ hai người quen nhau rồi ai cũng gia trưởng hết trơn rồi, rồi ai làm theo ai? Để thấy nào hợp lý làm gì ơi. Với phần em cũng nhiều bạn gái á, không có hơn thua bạn gái đâu. Em nói cụ thể về cái việc của em làm chút xíu đi Minh. Dạ em là Minh điêu khắc tượng Phật, thạch cao với xi măng anh. Cái này phải có kiên nhẫn lắm mới làm được đúng không? Cũng phải có hoa tay mới làm được chứ. Cũng em cũng làm lâu rồi, có chú trong gia đình cũng nhiệt tình chỉ. Em học nghề điêu khắc lâu chưa? Dạ khoảng 10 năm anh. 10 năm rồi. Hay à. Hồi đó học cái gì ra, học điêu khắc ra luôn hả? Dạ không, em bên đây làm với chú. Tức là học nghề của chú thôi đúng không? Rồi có người yêu chưa? Dạ cũng có người yêu rồi chị, được 2 mối tình. Có một mối tình lâu nhất là 4-5 năm vậy á. Rồi xong người yêu đi tu luôn. Hả? Hay vậy? Em làm sao mà em điêu khắc tượng Phật, em quen người yêu 4 năm ta đi tu luôn là sao em? Dạ tại vì khi người ta nói chung là người ta cũng ăn chay, sau này người ta có tâm nguyện đi tu theo mẹ đi tu. Em không giữ lại được hả? Cũng có phiên ấy mà không được. Rồi mối tình thứ hai sao em? Mối tình thứ hai cũng quen được ít thời gian sau không hợp nhau chia tay. Lý do sao không hợp? Thấy ta đòi hỏi quá mình không đáp ứng được thì thôi rút lui cho an toàn. Hoàn cảnh quá. Nãy giờ em nghe mấy mối tình bên kia em sao em ngồi em cười thúc thích vậy em? Tại em thấy số bạn đó xui quá. Số bạn đó xui quá hả? Giờ không biết bữa nay gặp em là xui hay hên nè. Em có bao nhiêu mối tình rồi? Em cũng có 2 mối tình giống bạn bên kia. Đều là thầy học trò hết. Một mối tình là yêu đơn phương thôi. Mối tình thứ hai thì em quen cũng được 3 năm mấy. Do là mọi người một hướng đi khác nhau á. Bây giờ lo chờ chút xíu anh Quang hỏi chút xíu thôi. À, chào em gái. Anh dạ, nãy giờ anh ngồi kia suy nghĩ hoài, anh phải qua gặp em liền. Em có ăn chay không? Dạ không, em không bao giờ ăn chay. Anh lo sợ ăn chay cái mai mốt đi tu nó mệt lắm. Nãy giờ nghe anh kia nói em cảm nhận ảnh là người thế nào? Chắc anh ấy cũng hiền nhưng mà nghe ảnh nói là cũng gia trưởng xíu á, thì nên em cũng hoang mang tí xíu. Không, ảnh hiền lắm. Những cái người mà làm cái công việc đó hình như nó vận vào người rồi em. Rất là hiền, được á. Lỡ em lo sau này ảnh làm tượng Phật á, cái khi nào ảnh đi tu luôn. Tu không? Đúng à. Lo đúng rồi chứ. Đúng à. Lo đúng à. Không có đâu, em bảo đảm không có đi tu đâu. Có không? Dạ không, tu tại tâm em à. Giữa chừng đừng bỏ người ta đi tu tội nghiệp. Dạ không, em không có tu đâu anh. Còn ví dụ như em làm gì mà buồn, cô bên kia đi tu thì sao? Đi tu lần nữa hỏi cái vợ luôn. Dạ. Rồi bây giờ không, mình hỏi bạn trai bạn gái nè. Bây giờ đó cái khoảng cách địa lý như vậy, hai người nói chuyện với nhau vài câu coi bây giờ là mình hẹn hò nhau sao? Dạ nếu mà em có cơ hội thì em sẽ lên thành phố ạ, không sao. Tình yêu mà không có khoảng cách đường xa hay thời em gian hỏi gì. Hỏi bên kia em cần gì ở anh? Hỏi luôn đi. Em cần gì ở anh? Anh ơi, anh có câu nào mà nó lãng mạn tí xíu không? Cái câu đó nó hơi đâm vô lòng người ta. Thôi lãng mạn chút đi. Em lãng mạn đông người quá, không có lãng mạn được anh ơi. Một mình khổ mới lãng mạn hả? Thường lãng mạn em làm gì? Tặng hoa, rồi đi ăn, đi uống cà phê, những quán tình cảm rồi. Cũng chưa lãng mạn lắm, lãng mạn hơn nữa coi. Em giờ rung quá trời, em cũng không biết nói. Mình đưa cổ đi dưới mưa ha, rồi tặng hoa, rồi cầu hôn gì đó. Hay là mời cô ra một bờ sông đẹp, thiệt đẹp, xõa tóc dài ra ngồi ngắm nhìn xong em nặng tượng. Ngồi đó học đi, chút xíu nữa kéo màn lên là phải nói câu nào lãng mạn nha không? Bây giờ mình hỏi bạn gái nè, bây giờ em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Em thì không quá quan trọng ngoại hình, nhưng mà được cái thì cho em cái cười cười có răng khểnh xíu. Mấy cái răng khểnh? Cái được là gì ơi? Một cái thôi hả? Cái cho nó dễ thương. Anh có hàng đều răng khểnh hết được. Rồi ngoài răng khểnh ra cái gì nữa? Yêu chó nè, có xu hướng là nuôi chó giống em, như có thể sau này thì có thể nuôi nguyên đàn chó cũng được. Trời ơi, nuôi em biết nổi chưa nữa mà nuôi gì dữ vậy, từ từ đi. Cười coi, cười. Cười, trời ơi, cười to lên. Không có răng khểnh. Có răng hô à. Được không? Nuôi chó không? Có, em thích nuôi chó lắm chị. Nuôi nguyên đàn luôn, nổi không? Nổi chị, chó đâu có gì đâu vậy. Rồi đợi xíu nha. Có điểm gì không thích người đàn ông không? Em thì không thích đàn trai hút thuốc. Nếu mà có hút thuốc thì đừng có hút trước mặt em. Rồi hút lén được, rồi tiếp.
cờ bạc rượu chè tốt nhất là đừng nên có. Gì nữa không? Thôi vậy được rồi chị. Được rồi ha. Thuốc không? Dạ tôi thưa vậy em có thuốc gì? Rượu chè gì không? À, ngoại giao thôi chút ít à. Cờ bạc? Dạ không, cờ bạc thì không có. Rồi tốt. Thế em muốn kiếm người bạn gái như thế nào? Cao gần 1.5 tư lên, biết gửi phép thì người lớn. Tôi nhìn là được rồi, không cần gì hỏi gì. Tại vì nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, nên thì cũng không cần bạn gái nấu ăn. Bao lâu rồi tiến tới? Dạ, nếu được thì 5 sau vậy. Nếu giờ bạn kêu lên thành phố ở trọ để bạn ấy đi làm trên này cho nó tiện thì em thấy sao? Dạ, đó thì em có thể tạo điều kiện được. Tạo điều kiện là sao? Tạo điều kiện lên đó làm hả chị? Lên trên đây có chỗ để làm không? Có, cũng có ông chú làm ở đây. Thôi vậy cũng được ha. Rồi, hôm nay bạn gái có đi với ai không nè? Dạ, em có đi với chị gái và hai đứa em ở chung phòng. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả, em là chị của Thảo. Rồi, chào chị. Em thấy em trai bên này nhìn cũng dễ thương, cũng hiền. Nói chung là được. Tại vì em tính nó cứng đầu lắm, tự lập lắm. Nói chung là nó là ship em luôn á. Cho nên cái người nào cứng quá thì chắc cũng không được đâu. Tại vì nó đã cứng rồi. Phải có người nào dung hòa được. Mềm đúng không? Đúng rồi. Em thấy anh này cứng hay mềm? Dạ được. Được hả? Dạ, em hứa chắc chắn em sẽ nhường bạn gái á. Không có ăn hiếp đâu. Thì không, em tính em chị thấy em làm cái nghề đó là chị rất là vừa ý. Tại vì cái nghề đó phải có cái tâm mới làm được. Cho nên chị rất là thích cái nghề này. Dạ em cảm ơn chị. Rồi, được rồi ha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với bà, với em họ, với bạn á. Ồ, có bà hả? Bà gì? Bên nội, bên ngoại? Dạ, bên nội. Con chào bà. Dạ, chào bà. Chào chú Quyền Linh, chào dạ. Cô Cát Tường. Dạ. Tôi là bà nội của Minh. Coi như bà nội đi. Dạ. Thì bà nội nó là chị tôi. Dạ. Vậy như bà nội rồi. Rồi, nhưng mà giờ nó ở với tôi từ nào giờ lâu rồi. Cũng siêng năng, giỏi vắn. Lo làm ăn mà điều cà phê, rượu trà thì không có. Hai cháu bên này thì cũng được. Thì giờ nếu mà hai đứa nó có tiếng nhau mà nó có quen được nhau mà nó kết hôn được thì tôi cũng mừng. Cũng được thôi. Dạ. Vậy thôi giờ tôi cũng nhường lại cho bạn nó nói. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên Hương, bạn thân của bạn Minh. Thân không? Dạ thân. Thấy bạn gái bên đây cũng dễ thương. Coi cô bộ cũng hợp với bạn em. Cô bộ cũng hợp hả? Tánh tốt lắm, luôn giúp đỡ bạn bè hoạn nạn khó khăn. Đấy, bạn bên đây hiền giống như bạn đang nói chuyện với em đấy. Rồi, thôi, kéo màn lên. Kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt đi. Một cô gái rất là xinh, cố gắng thuyết phục. Xin cảm ơn em, rất vui gặp em. Cảm ơn. Cảm nhận thế nào về người đối diện? Lần đầu tiên em gặp anh, cảm nhận như thế nào vậy anh? Thở đi để rung quá xỉu á. Anh thấy anh cũng dễ thương. Tính tình thì cũng hiền nhưng mà có cái là không có cái răng khểnh giống chó nên em không có. Trời đất ơi! Sao trời? Ủa thì ra là thích cái răng khểnh là để giống con chó hả? Cái gì kỳ vậy em gái? Gặp người yêu đầu tiên mà nói không có cái răng khểnh giống con chó em không thích. Thật sự nha, rất là hiền. Nếu mà anh có em gái em gả cho nó liền luôn. Ăn hiếp ta nha cô. Đừng ăn hiếp nha. Bây giờ rút lời nói lại. Anh cảm nhận với em như thế nào? Em hơn sự tưởng tượng của anh. Dạ, cảm ơn anh. Sao dám nhìn thẳng vào mặt người ta đi? Mới cảm nhận nhìn đâu hồi không xưa nói dùng nói anh khuyết điểm của em mà nói chuyện không ưu gót cái phần em nhắc gái lắm. Nếu mà sau này mình có đi đến hôn nhân á thì anh sẽ lập nghiệp ở đâu? Tùy theo hai đứa mình sắp xếp hả? Anh thì công việc thì ở Đồng Nai, thành phố cũng được. Vậy mình về Sài Gòn nha anh. Ok. Tại vì anh nói chung là có ông chú cũng làm lĩnh vực này luôn ở trên Sài Gòn quận 6 luôn. Cưới nhau mình mới về Sài Gòn đúng không? Bây giờ lúc đang yêu nhau thì mình hẹn hò ở đâu? À Sài Gòn chị ơi. Chứ ông đâu có nở lòng nào để bạn gái chạy xuống Long Thành đi chơi với em đúng được. Đúng rồi, nở lòng nào ha. Mai về làm mình nắng con chó có răng khểnh dài khúc rồi. Cái đó được đó anh. Trời ơi được. Khoái rồi thấy chưa? Anh nói chơi mà khoái. Nói chung là ở đây em cũng rung, anh không có nói được gì hết. Nhưng mà ở đây mình cũng có cái duyên. Thì nên mong rằng em cũng cho anh một cơ hội và cho em một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Anh rung lắm rồi. Em thấy thích cô đối diện không? Dạ có anh. Hả? Dạ có anh. Có không? Dạ có. Thích tim đập mạnh chưa? Dạ mạnh, nãy giờ cũng rớt cái tim ngoài anh ơi. Rồi, hết thời gian.
người ta muốn gớt cái tim ra ngoài luôn rồi kìa. Suy nghĩ cho thật kỹ, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Ấm yếu xìu sao nó ăn được. Tôi đang hình dung ra cái cảnh mai mốt mà cô này cô dữ quá, cô ăn hiếp bạn cơ, cô ra cô nói nó gì đó. Bạn cứ ngồi bạn khắc tượng Phật, khắc tượng. Sao? Một cái đi. Đây mọi người cái hung không mà quý vị? Hung không mọi người? Chị ơi, em xin phép hung em chị cái. Chị cho rồi đó, chị cho cho nó kìa. Hung đi. Bây giờ coi cái điểm này mà ra với không gọn gàng ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa, với nóng tính ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta mời nhà trai rồi mời em trai chào anh. Xin mời nhà gái đi. Mời đi cưng. Bây giờ thì mời nhà trai giới thiệu lớn lên cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha. Dạ, em xin chào khán giả, chào chị Hồng Vân, chào anh Hường Linh và chào bạn đồng hành. Em tên là Ngô Đình Đào. Em năm nay 42 tuổi, làm nghề rửa xe. Dạ. Mình rửa xe rồi, rửa xe máy, sửa rửa xe ô tô. Dạ, tất cả xe ô tô, xe máy. Ồ hay, dạ, ngày nay hot lắm á. Rửa xe giờ 80 trăm mấy không á. Dạ. Rửa ở đâu vậy Đào? Dạ, ở đường Đồng Đen, Bầu Cát, Tân Bình. Con xin chào cô Hồng Vân ạ. Con chào chú Quyền Linh và em chào bạn nam bên kia. Em tên là Trần Thị Ngọc Bích, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh 2 tiệm áo cưới ở Thủ Dầu Một Bình Dương ạ. Một mình em mà có 2 tiệm kinh doanh là của một mình em hết đó. Em gầy lên, em quản lý hết luôn. Dạ đúng rồi ạ. Trời, rất là giỏi nha em. Còn bên nam là tiệm rửa xe, cũng là dịch vụ phục vụ khách hàng. Chăm sóc khách hàng luôn á. Anh nghĩ rằng hai em là có một cách giao tiếp với khách hàng rất là tốt mới làm được điều đó. Nhà trai giới thiệu một chút ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Cái khả năng giao tiếp thì em cũng có chút, nhưng mà không biết đó là ưu hay là khuyết, tại vì cũng nhiều bạn gái cũng không thích em, sợ lỡ trong khuyết điểm của em thì này thì nhiều lắm mà kể không hết. Thí dụ vài cái khuyết điểm đi. Ở giờ coi khuyết điểm mà ra với không gọn gàng ở dơ mà không gọn gàng nó còn mệt dữ nữa, với nóng tính ở dơ không gọn gàng ta nói cái nóng tính cái là ta. Ủa nhưng mà ở dơ ngày anh tắm mấy lần? Dạ không, cơ thể thì không có nổi dơ, nhưng mà cái phòng ngủ cơ thể nó không ngủ dơ đúng không? Phòng ngủ bừa bộn đúng không? Thậm chí cái chỗ rửa xe nó sạch hơn cái phòng ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Đúng không? Dạ đúng rồi, tại cái đó là nơi khách nó tới rồi mình phải chăm chút cái đó. Ừ. Còn cái phòng ngủ mình đâu có ai vô đúng không? Dạ. Nửa vợ vô, vợ lo cái phòng ngủ được. Thôi để hỏi bên đây coi tính tình ta có gọn gàng không nè. Dạ gọn gàng. Gọn gàng có sạch sẽ không? Dạ có, tại vì em làm bên ngành cưới á. Ừ, thì đó thì để hỏi vậy để mai mốt bù lợi cho anh kia. Điểm mạnh của em đó là em sống tự lập. Em giỏi giờ về giao tiếp. Em rất là đam mê kinh doanh. Em máu kinh doanh dữ lắm. Và em rất là biết cách lấy lòng người lớn. Ừ. Cắp vô một cặp là coi như lấy hết tiền của thiên hạ. Đúng luôn. Đúng á. Ghê thiệt chứ. Không chừa phần ai. Chào chị. Chị ở bên đây chị ấn tượng với cái giọng nói của em ghê luôn. Cái voice của em rất là chắc. Cảm ơn chị. Mà nó vang á. Những người đàn ông vậy thường hay thành đạt á. Em thấy anh Quyền Linh không? Giọng anh thấy ghê không? Bởi vậy MC quốc dân là vậy đó. Vậy là Đào có mấy mối tình rồi? Em có gia đình và em ly hôn khoảng 7 năm nay rồi. Có con chưa? Em có con? Dạ có rồi, một bé gái 13 tuổi. Dạ. Ở với mẹ? Dạ. Ta hay nói là con chim mà nó bị thương rồi đó thì nó ngại đậu lên những cành cong, nhưng mà anh chưa kìm cái được cái cành nào thẳng, nó chắc là không có dám đậu. Vậy thì nói ra nó hơi yếu xíu, nhưng mà thực tế là như vậy. Chia tay đó là ai chủ động trước? Cả hai cùng chủ động chị. 7 năm qua thì có gặp lại nhiều không vậy em?
Vậy tụi em vẫn giữ liên lạc ở góc độ bạn bè để tạo điều kiện chăm sóc con. Chăm sóc cho con. Dạ. Có khi nào mà ta nghĩ người ta nói tình cũ rượu cũng tới không? Dạ cũng có một chút giai đoạn nhưng mà nó cũng lâu rồi, nhưng mà cả hai cũng nhìn nhận là không được. Thì không thể được. Dạ không thể được nữa. Giống như cái đinh nó đóng vào cái miếng dán là rút ra nó vẫn còn cái lỗ. Người đàn ông thế rồi. Để đàn gái hiểu đúng rồi. Rõ hơn về đàn trai. Nhưng mà con gái em nó có đồng ý cái chuyện là nếu mà em có người mới không? Dạ có. Cách đây hai bữa em có nói, bé vẫn nói là ba lên đó thì ba cũng nói là ba có một người con là con nha. Thấy thương á, đã bằng tuổi Bí Ngô với lại Lê Mạc Dẻ đó. Thành ra là cái tuổi đó là tuổi nhạy cảm lắm á. Yeah. Mà em vui, em đồng ý cho ba em thì mọi chuyện là suôn sẻ hết, không có vấn đề gì. Không có, nó nhằn cũng mệt lắm. Đó không, em không chịu là cũng mệt lắm á. Yeah. Ok, rồi bây giờ hỏi tới nhà gái nè. Em có ngại về cái vấn đề anh nó một lần gãy đổ không? Dạ không sao ạ, tại vì thật sự thì em cũng đã từng ly hôn rồi ạ. Tức là ly hôn bao lâu rồi? Dạ được 2 năm rồi ạ. Được 2 năm, lý do? Chung là cũng do hai đứa em thôi ạ, chứ không phải riêng vì một mình ai hết. Dạ. Rồi em có con chưa? Dạ có, em có một bé gái 2 tuổi. Ở với bà ngoại. Ở với bà ngoại, nói chung là ở bên mẹ đúng không? Dạ, đúng bà ngoại canh giùm, chăm sóc giùm. Dạ. Vậy tổng cộng nhà có 2 gái đó. Bé 2 tuổi nữa đó. Rồi đến qua coi nhà gái sao nha. Đào 42 tuổi, cũng đâu có lớn tuổi gì lắm đâu. Nhìn trẻ lắm nghe, 42. Con chào Dũng Nguyên Linh. Trời ơi, em gái xinh đẹp. Chào anh thôi, để chú bị tổn thương. Chú đó. Cũng được, chú bác thì cũng được. Chào chú là anh bị tổn thương đó cưng. Không sao đâu, chú bác thì cũng được hết. Chú là idol của con á. Hả? Chú là idol của con á. Cảm ơn con nha. Rồi, bà nhà gái mong muốn một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, thì con cũng đã từng đổ vỡ rồi thì... Cái vấn lý do mà quan trọng nhất đó là con bị thiếu thốn về tình cảm á. Cho nên là con muốn mẫu người sau này của con á là giàu tình cảm, không có sống vô tâm. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Cao 1m7 trở lên. 7 trở lên. Tại vì con cũng lùn quá. Cho nên là con muốn bạn trai của con cũng cao cao chút xíu. Bạn trai của con là không hút thuốc, không vũ phu nha. Và phải đam mê kinh doanh giống như con cũng thích kinh doanh vậy lắm. Con thích bạn trai con là đam mê kinh doanh để có thể dạy cho con nhiều bài học hay về kinh doanh này nọ. Đây đam mê kinh doanh có rồi đó. Dạ. Nhưng mà còn cái hút thuốc, nhậu nhẹt, vũ phu gì đó. Sự là cũng không thích người đàn ông vũ phu và chắc chắn là em không có tính đó. Nhưng mà hút thuốc thì em có, với lại 1m7 thì em không tới. Tại vì em có 1m65 mà. Thường mà em làm mặt ngầu lắm, mặt lạnh lắm. Nên hay là gọi em là Đào lạnh lùng là vậy. Vừa lùng mà mặt lạnh nữa là lạnh lùng. Ở bên đây thì thấy rằng là bạn gái đang muốn 1m7 thì anh nghĩ rằng đây 1m65 mang dài lên cũng không sao. Hả? Mang dài 7 phân lên từ giờ ta mang cả tất không à. Thành rồi. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai? Dạ, nay em đi với em gái của em chơi thân ạ. Chào em gái. Rồi. Dạ. Dạ, con chào chú rồi, Quỳnh Linh con. Và cô Hồng Vân ạ. Dạ, con là em của chị Bích ạ. Thì em thấy anh này cũng rất là dễ thương. Với chị của em rất là giỏi về kinh doanh. Dạ. Nói chung chị em rất là mạnh mẽ luôn. Nếu mà được thì em mong hai người lại thành một cặp ạ. Rồi. Anh cảm ơn em. Nói rất là xúc tích luôn á. Trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một người anh họ của em là anh Minh, với lại một số anh em đồng nghiệp. Thì anh rất là trẻ nhưng tại để râu nhìn hơi già. Xin chào chương trình, chào MC Hùng Vân. Dạ anh chào. Chào MC Quyền Linh. Tôi là anh của Ngô Đình Đào. Anh em là anh em họ mà chơi với nhau cũng như là anh em ruột thân lắm. Cho nên là mình biết tính em mình, nói chung là nó rất đam mê mà nó là chân thật, là chịu khó nữa. Bây giờ tôi nhận xét về cô là Bích đây. Mà tôi thấy là cô này dễ thương à. Ngon à. Ngon à, trắng coi như bông bưởi à, chứ không có giỡn à. Xinh đẹp á. Cái nước này nước D à, chứ không phải nước. Hết, chính xác, chính xác. Cho nên là anh thấy cái này Đào. Dạ. Hai người thấy thì nói chung là một người thì đã từng gãy gánh, một người thì cũng lỡ chứng đò. Anh thấy là nó hợp thì em và Quýt thì mình cho nhau một cơ hội ha. Cũng mong cho cặp đôi này là thành vợ thành chồng để anh đi đám cưới, đi mô tô rồi mình làm rước dâu đồ với ồn ào đồ, đúng không? Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi cảm ơn anh. Rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nào. Mở rào.
anh chào em. Dạ, anh chào em. Quá trời trời đó, tôi phải lên tôi cầm phụ anh rồi đó. Anh có bó hoa tự làm nó không được đẹp nhưng mà đây là cái tấm lòng cảm của anh. Cảm ơn anh nhiều ạ. Cái này là đẹp lắm rồi á. Cái này chay nước hoa. À, em cần xịt không anh? Đúng rồi đó, xịt cái mùi nó cái mùi của mình hay cái không? Cái gu mình không đúng không? Tình lâm cho nó trời thơm coi. Đó. Anh xịt cho em nha. Đó, cưng ghê không? Dạ. Đúng mùi mình thích không nè? Dạ, mùi thơm lắm chị, dễ thật dễ chịu đó. Không nhận thơm, y dầu thơm luôn. Thơm thiệt. Dạ anh ơi, em cũng không biết tặng anh cái gì á, em là bên ngành cưới á, cho nên là em sẽ tặng anh bộ đồ vest ha. Trời ơi, rồi, mở ra luôn. Dạ, anh cũng muốn mở thử đi coi nó có vừa không. Đào, mở ra luôn Đào, thử luôn Đào. Dạ, em thử luôn nha chị ha. Thử cái áo khác coi. Ờ, ngại quá. Thay kia luôn, thay kia. Trời ơi, wow, mặc luôn Đào, mặc luôn đi chị. Ấy cái cổ ra cưng. Ấy ấy cái cổ cho anh cho nó chỉnh chu xong rồi mặc luôn đi cưng. Vừa luôn, vừa có luôn. Có điềm rồi nha, có điềm rồi đó. Dạ được anh. Trời ơi. Hai đứa chụp tấm hình luôn đi. Giống như quá trời. Anh cảm ơn em rất là nhiều. Vừa in luôn á, ghê thiệt chứ. Chúc mừng. Rồi hai đứa nói chuyện đi. Dạ hồi nãy em có nghe anh nói đó, là anh nóng tính á. Dạ không biết là anh nóng tính như thế nào vậy anh? Anh chơi mô tô. Anh nóng tính là anh lấy xe, anh chẳng hạn anh chạy ra Phan Thiết rồi anh chạy về. Vậy đó, nếu mà nhà có đồ gì để rẻ thì đập một hai cái chứ, vậy thôi chứ không có cái chuyện vũ phu. Lúc nóng lên sao biết được cái nào rẻ, cái nào mắc. Cái kia lựa chứ. Có sự tính toán nhẹ hả? Anh nóng là anh đừng đập em là được. Chắc đập đồ nhựa không quá ha. Ừ. À, thí dụ hẹn hò nhau em ở Bình Dương đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Bình Dương. Hồ Chí Minh, để xem thế nào. Vậy anh cảm thấy đó, khoảng cách nó xa quá không? Anh trời có... ơi, cái mô tô người ta phóng một cái dèo dẫn người ta đi đi Phan Thiết rồi sáng đêm người ta về người. Bình Dương là cái gì đúng không em? Dạ. Ừ. Chạy từng tiếng là tới với em à. Dạ. Làm gì tới? Cái khoảng cách địa lý thì theo anh nghĩ thì nó cũng không có gì là cản trở. Em hỏi thử đi, nếu anh Đào anh nhìn em có anh thấy nhắm cái cành cây này nó có thẳng không hay là nó cong? Cơ bản là nó cứng. Cứng, cứng đậu được đúng không? Cứng đưa cứng để đậu được rồi đúng không? Thì cảm giác này thôi thì cái gì cũng phải có thời gian thì em nghĩ vậy. Dạ thì thật sự thì khi mà em đã trải qua một lần rồi em niềm tin về hôn nhân em nó bớt đi nhiều rồi á. Em sợ cái cảm giác đó một lần nữa cho nên là em phải làm cái người nào đó làm cho em thật là sự tin tưởng chắc chắn là sẽ mang tới hạnh phúc cho em á thì em mới dám thêm một lần nữa chứ em cũng sợ. Đúng đó, dạ. Anh thấy thế này nè. Đúng rồi. Giữa hai em á, đều chững chạc hết rồi. Dạ. Có thể quyết định rất là sớm, nhưng có thể không quyết định gì cả. Dạ. Nếu như chính xác, chúng ta biết đây là một nửa yêu thương của mình, quyết định luôn. Dạ. Anh nghĩ rằng là em nên đến bên bạn gái, nắm tay bạn gái, để chúng ta có thể trao nhau cảm xúc đầu tiên. Anh sẽ phải đi. Nắm hai tay luôn, nhìn thẳng, nắm hai tay luôn, nhìn thẳng mắt cô gái. Vì sao anh nhớ em thế này? Trời ơi, tôi tưởng tất nhung nhớ hả? Đông đầy trong lòng mặt. Trời ơi hát. Buổi chiều con gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em có hiểu có hay? Hay quá em ơi. Trời ơi. Bích hát đi, nhìn tặng hát Đào một bài đi. Này này là anh gì ơi, anh gì ơi, anh gì ơi. Ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Đời này ta chỉ mong, ta chỉ mong bên dòng sông ngoài có nhớ có thương. Được đấy. Đấy. Một chút hẹn thùng như thế, đó là một trong những điều rất là ấn tượng. Ngày hôm nay anh nghĩ rằng là các bạn đủ lớn, đủ suy nghĩ, đủ để chúng ta có thể quyết định một điều lớn lao trong cuộc đời của mình rồi. Và tiến hành bấm nút thôi. Nếu các bạn cảm giác đây một nửa bạn gái của mình, bấm ngay, đừng chờ đợi gì cả. Đúng rồi, không cần tôi đếm nếu luôn. Nếu thích chúng ta bấm luôn. Một. Nếu đúng bấm, không đúng chúng ta nhường nút bấm nó cho người khác. Hai đó, người ta bấm mất rồi. Hai ba rồi xong hết thời gian. Đào rất là nhanh nhạy nha, một cái phật là bấm liền thôi, không cần suy nghĩ. Bấm tay nào. Nói chứ các bạn thật sự là đủ lớn để quyết định những điều lớn nhất trong cuộc đời của mình rồi. Rồi Đào ơi, yeah. Đặt một nụ hôn đầu tiên đi, hồi nãy thấy mấy ông anh suối quá suối kìa. Hôn đi đó.
Bây giờ đến cơ hội của em rồi đó. Mà anh khoái dứt cái đoạn đó thôi.